Hãy đối mặt với sự thật này. Khi các ngôi sao dịch chuyển, mặt trời của chúng ta thực sự khá chán. Ừ thì không có gì bất thường với nó cả. Có hàng triệu sao lùn vàng tương tự trong vũ trụ, và chúng ta yêu nó. Suy cho cùng, đó là ngôi sao duy nhất ta có, và nó mang lại cho chúng ta sự sống. Tuy nhiên, không phải lúc nào cũng như vậy. Ngày xưa, mặt trời có một cặp song sinh, có khả năng còn ác ôn cơ. Chuyện gì đã xảy ra với nó? Vâng, cùng tìm hiểu nhé. Đây là một đám mây phân tử khổng lồ, đôi khi chúng còn được gọi là tinh vân tối. Ở đây có rất nhiều cụm liên sao chứa đầy khí, bụi và các đống sao. Những đám mây này không có ranh giới rõ ràng và thường có những hình dạng điên rồ kỳ lạ. Bạn thậm chí có thể nhìn thấy một vài trong số chúng bằng mắt thường cơ. Hãy ngắm bầu trời quang đãng vào ban đêm. Chúng trông như những đốm đen trên khắp dải ngân hà sáng chói. Và đây chính xác là nơi mặt trời được sinh ra cách đây khoảng 4,5 tỷ năm. Mặt trời có nguồn gốc từ một trong những đám mây phân tử này. Hàng tỷ năm trước, những làn sóng năng lượng đã đi ngang qua đây. Chúng thu thập tất cả vật liệu này và nén các khối thành những hạt nhân dày đặc. Đó là khi một tiền sao được sinh ra. Tiền sao trẻ này là một quả cầu chứa hydro và heli ấm. Và rồi, hàng triệu năm sau, nhiệt độ và áp suất bên trong những quả bóng tăng lên. Kết quả là một ngôi sao ra đời. Mặt trời. Nhưng không phải mọi thứ trong đám mây phân tử này đều biến thành mặt trời. Những vật chất còn lại bắt đầu quay xung quanh ngôi sao mới. Và như bạn có thể đoán đấy, chúng dần dần biến thành các hành tinh, bao gồm cả trái đất nhà ta. Đây là cách hệ mặt trời được tạo ra. Nhưng rất có thể, đây không phải là toàn bộ câu chuyện. Và cùng lúc đó, cùng với ngôi sao của chúng ta, một ngôi sao khác đã ra đời. Em song sinh thất lạc của mặt trời, được làm từ cùng một vật liệu trong cùng điều kiện. Nhưng tại sao ta lại nghĩ rằng nó tồn tại nhỉ? Gần đây, các nhà khoa học đã đưa ra một số mô hình thống kê nhằm tìm hiểu thêm về sự ra đời của các ngôi sao. Và mô hình này đã chỉ ra rằng nhiều ngôi sao xuất hiện không phải riêng lẻ mà thành từng cụm, hoặc với ít nhất một anh chị em nào đó. Sau khi nghiên cứu thêm, các nhà khoa học đã xác nhận rằng hầu hết các ngôi sao được hình thành bên trong các đám mây phân tử đều được sinh ra cùng với một ngôi sao đồng hành. Đôi khi những người bạn đồng hành này ở cùng nhau. Ví dụ, một ngôi sao nhỏ sẽ quay quanh một ngôi sao lớn. Chúng thậm chí có thể tạo thành các hệ sao đôi, ba và các hệ sao khác. Và đôi khi đường đi của chúng có thể khác nhau, mãi mãi. Điều này có lẽ cũng đã xảy ra với mặt trời của chúng ta. Nào cũng có thể có anh chị em. Có lẽ thậm chí không phải một, mà là cả một nhóm các em trai và em gái. Và một cặp song sinh lớn hơn với khối lượng tương tự và các đặc điểm khác. Nhưng nếu đúng như vậy, vậy thì em ở đâu, người em sinh đôi thất lạc ơi? Chà, chúng ta có một giả thuyết. Và theo đó, đứa em song sinh này có thể không tốt như người ta tưởng. Vào những năm 1980, các nhà khoa học bắt đầu nhận thấy một khuôn mẫu nhất định trong lịch sử trái đất. Cứ khoảng 27 triệu năm một lần, dù có hay không, những cuộc tuyệt chủng quy mô lớn lại xảy ra trên hành tinh của chúng ta. Khá lạ phải không? Cứ sau 27 triệu năm trong lịch sử trái đất, một loại thảm họa nào đó lại xảy ra, làm thay đổi sinh quyển của nó mãi mãi. Như thể có điều gì đó, theo lịch trình, theo chu kỳ, đã gây ra chúng vậy. Sau đó, nhà thiên văn học Richard Müller cho rằng có thể có điều gì đó đã gây ra những sự kiện này. Một thiên thể nào đó chẳng hạn. Theo ông, đó có thể là một ngôi sao lùn mà chúng ta không thể nhìn thấy vì nó quá mờ. Nó có thể nằm cách chúng ta khoảng 1,5 năm ánh sáng. Ngôi sao này quay quanh mặt trời theo một quỹ đạo lớn và phải mất khoảng 27 triệu năm để nó hoàn thành quỹ đạo của mình. Và khi nó đến gần mặt trời nhất, nó bắt đầu gây ra sự hỗn loạn hoàn toàn. Trong khi tiếp cận chúng ta, kẻ gây rối này đã thay đổi quỹ đạo của các sao chổi trong đám mây Oort hoặc vành đai Kuiper. Kết quả là tất cả những sao chổi này bắt đầu lao thẳng về phía chúng ta. Sau đó, chúng đâm vào trái đất và gây ra sự tuyệt chủng hàng loạt, giống như trường hợp của khủng long ấy. Ngôi sao giả định này được đặt tên là Nemesis. Đó là tên của vị thần báo thù của Hy Lạp cổ đại. Nó trả thù chúng ta để làm gì? Tôi chịu.
Có lẽ nó không thích việc ngày xưa mặt trời đã lấy đi gần như toàn bộ bụi và khí từ đám mây phân tử. Mặt trời đã trở thành một ngôi sao khá lớn, nhưng ngôi sao song sinh vẫn tối và nhỏ. Hơn nữa, cuối cùng nó lại bị buộc phải bay đi giữa hư không nữa. Ai mà chẳng tức cơ chứ? Các nhà khoa học đã đưa ra nhiều giả thuyết khác nhau về Nemesis bí ẩn là gì. Có lẽ đó là một sao lùn nâu hoặc đỏ, tàn tích của một ngôi sao đã cạn kiệt hoàn toàn nhiên liệu. Hoặc có thể đó hoàn toàn không phải là một ngôi sao, mà là một hành tinh bất hảo khổng lồ hơn sao Mộc. Dù nó là gì đi nữa, sự tồn tại của nó không hề. Một khi các ngôi sao phát nổ, chúng sẽ không hồi sinh. Nhưng bằng cách nào đó, một vài ngôi sao đã sống sót sau vụ nổ siêu tân tinh cực khủng. Những ngôi sao zombie như vậy khá hiếm. Các nhà khoa học đã tìm thấy một ngôi sao rất lớn có tên là LB40365. Đây là một sao lùn trắng bị cháy một phần. Sao lùn trắng là ngôi sao đã đốt cháy toàn bộ hydro. Trước đó, hydro chính là nhiên liệu hạt nhân của ngôi sao. Trong trường hợp này, vụ nổ cuối cùng có thể yếu hơn bình thường và không đủ mạnh để phá hủy toàn bộ ngôi sao. Điều đó giống như thể ngôi sao đó muốn nổ tung nhưng không làm được. Đây chính là lý do tại sao một phần vật chất vẫn còn tồn tại. Một trong những ngôi sao zombie đó từng là một sao lùn trắng, hoặc chỉ là phần còn sót lại sau một vụ nổ. Nó hút quá nhiều năng lượng từ một ngôi sao khác và ngạc nhiên thay, nó lại nổ tung một lần nữa. Nếu một ngày nào đó bạn đến được mặt trăng và nhìn thấy những dấu chân mới thì không có nghĩa là có ai khác ở đó với bạn đâu. Dấu chân hoặc những dấu vết tương tự có thể tồn tại trên mặt trăng hàng triệu năm vì ở đó không có bầu khí quyển, không có gió, thậm chí gió nhẹ để xóa đi những dấu chân ấy cũng không. Trong không gian, bạn sẽ đủ khỏe để hàn hai mảnh kim loại lại với nhau bằng tay không. Được rồi, điều đó không liên quan gì đến sức mạnh cả. Bạn chỉ cần ép chúng lại mà không cần cố sức. Oxy trong bầu khí quyển của chúng ta tạo nên một lớp mỏng trên bề mặt kim loại. Nó giống như một rào cản. Đó là lý do tại sao việc hàn kim loại như vậy không thể xảy ra trên trái đất, nhưng lại hoàn toàn có thể trong không gian. Nếu bạn ra ngoài vũ trụ, đừng cởi bộ đồ không gian trừ khi đang ở trên phi thuyền nhé. Không khí trong phổi bạn sẽ nở ra, cũng như oxy trong cơ thể. Bạn sẽ giống như một quả bóng bay phồng lên gấp đôi kích thước bình thường. Tin tốt là da đủ đàn hồi để giữ bạn nguyên vẹn, nghĩa là bạn sẽ không bị nổ. Cũng an ủi nhỉ. Nếu bạn xem một bộ phim rất cảm động trong không gian và khóc, thì nước mắt của bạn sẽ không chảy xuống mà tập trung quanh nhãn cầu. Mắt bạn sẽ rất khô, vì vậy bạn sẽ cảm thấy như bị bỏng. Bất kỳ chất lỏng nào trên cơ thể bạn khi tiếp xúc với bên ngoài cũng sẽ bốc hơi, bao gồm trên bề mặt của lưỡi. Liên quan đến cháy thì lửa không thể cháy trong không gian. Lửa lan ra khi có oxy, nhưng trong không gian không có khí này. Nếu đám cháy bùng phát từ một tên lửa thì bạn chỉ cần tắt hệ thống thông gió và thế là xong. Khói bốc ra dữ dội và vật chất tan chảy trong điều kiện trọng lực giảm có thể khiến sự việc phức tạp hơn. Bình chữa cháy thông thường mà chúng ta sử dụng trên trái đất là vô dụng vì chúng phun ra bọt ngẫu nhiên. Các nhà nghiên cứu đang phát triển một loại bình chữa cháy có thể dập tắt đám cháy bằng sóng âm thanh. Cường độ âm thanh càng lớn thì họ có thể dập tắt ngọn lửa càng lớn, nhưng các phi hành gia có thể bị điếc nếu tần số quá cao. Lỗ đen không phải là một con quái vật chết đói lang thang và có lực hấp dẫn mạnh đến mức không gì có thể thoát khỏi nó. Khi một thứ gì đó đến gần điểm không thể quay lại mà chúng ta gọi là chân trời sự kiện thì nó sẽ biến mất. Không có đường quay lại đâu. Tuy nhiên, vật lý lượng tử nói rằng không gì thực sự có thể phá hủy dữ liệu. Vì vậy, đó là một nghịch lý. Stephen Hawking chính là người đưa ra ý tưởng về việc các lỗ đen không thực sự có chân trời sự kiện. Có thể chúng có chân trời rõ ràng. Những loại bẫy này chỉ có tác dụng trong một khoảng thời gian. Sau đó, năng lượng bị mắc kẹt bằng cách nào đó sẽ thoát ra
song nó sẽ ở một dạng khác. Khi một thứ gì đó đi vào lỗ đen, hình dạng của nó sẽ bị thay đổi và nó sẽ bị kéo dài ra giống như mì ý. Nguyên nhân là do lực hấp dẫn cố gắng kéo căng một vật thể theo một hướng, nhưng cũng đồng thời ép nó theo một hướng khác, giống như nghịch lý mì ống vậy. Nhân tiện thì lỗ đen lớn bằng một nguyên tử sẽ có khối lượng bằng một ngọn núi rất lớn. Có một lỗ đen ở trung tâm dải ngân hà được gọi là Nhân Mã A. Nó có khối lượng tương đương với 1 tỷ mặt trời. Nhưng thật may là nó ở rất xa chúng ta. Có hơn 23.000 mảnh rác vũ trụ lớn hơn một quả bóng chày đang bay trên hành tinh chúng ta với tốc độ lên tới 28.000 km/h. Và có 500.000 mảnh rác nói chung, một số lớn bằng một viên bi. Rác vũ trụ thường là các mảnh vụn tạo thành từ các hạt tự nhiên, được gọi là thiên thạch, và các hạt nhân tạo, giống như những thứ chúng ta thải ra trên trái đất. Cái thiên thạch quay quanh mặt trời, còn phần lớn các mảnh vỡ do con người tạo ra quay quanh hành tinh chúng ta. Sức nóng của mặt trời đang nằm ngay dưới chân chúng ta. Các nhà khoa học đã phát hiện ra rằng lõi trái đất nóng tương đương bề mặt của mặt trời khoảng 5.982 độ C. Một trong những lý do khiến lõi cực kỳ nóng là từ khi được hình thành vào hàng tỷ năm trước, tới giờ trái đất vẫn không ngừng tỏa nhiệt. Ngoài ra, theo một giả thuyết thì khi một vật thể lớn như sao hỏa đâm vào trái đất non trẻ, nó không chỉ tạo ra mặt trăng mà còn làm tan chảy bề mặt của hành tinh. Phần lớn nhiệt lượng thừa đó vẫn còn được lưu trữ bên trong lõi, nhưng không cần lo lắng đâu. Việc tiếp cận lõi của hành tinh khó hơn việc thăm dò bề mặt của sao Diêm Vương nữa. Trên thực tế thì về mặt vật lý, có lẽ chúng ta sẽ không bao giờ có thể phát triển loại công nghệ để đi được đến lõi. Trên mặt trăng không có không khí, nhưng nếu thế, làm sao rỉ sét có thể xuất hiện? Các nhà khoa học đã khám phá ra sự hiện diện của hematite trên mặt trăng, một loại rỉ sét. Một thiết bị nghiên cứu đặc biệt của NASA đã kiểm tra ánh sáng phản xạ từ bề mặt của mặt trăng. Hóa ra thành phần ở các cực rất khác so với phần còn lại của vệ tinh. Đá dầu sắt nằm rải rác trên khắp bề mặt của mặt trăng, nhưng nếu không có oxy và nước lỏng, rỉ sét không thể xuất hiện. Những cơn gió mặt trời càng làm tăng thêm sự bí hiểm. Chúng bắn phá mặt trăng bằng hydro, và hydro làm cho hematite khó hình thành hơn nhiều. Tuy không có bầu khí quyển, nhưng mặt trăng vẫn có một lượng nhỏ oxy từ khí quyển tầng trên của trái đất. Trái đất cũng bảo vệ mặt trăng khỏi gần như 100% gió mặt trời. Tuy không phải lúc nào cũng như vậy, và dù vệ tinh tự nhiên của chúng ta khô ráng, nhưng các miệng hố va chạm đổ bóng ở mặt khuất có thể chứa băng. Một ngày trên sao Thiên Vương kéo dài 17 giờ 14 phút và 24 giây. Nhưng hãy nghe này, với độ nghiêng khoảng 98 độ, một mùa trên hành tinh khí khổng lồ này kéo dài 21 năm trái đất. Sao Hỏa có hai mặt trăng, Phobos và Deimos. Trong 30 đến 50 triệu năm tới, lực hấp dẫn của Sao Hỏa sẽ xé toạc Phobos. Điều này có khả năng dẫn đến sự hình thành một vành đai xung quanh hành tinh. Trái đất là hành tinh đặc nhất trong hệ mặt trời. Ở tâm, lõi chiếm 15% thể tích của trái đất. Lõi bao gồm hai phần: lõi ngoài và lõi trong. Lõi trong là một quả bóng đặc làm bằng sắt và niken, có bán kính 1.223 km, chiếm 20% bán kính của toàn bộ trái đất và 80% bán kính của mặt trăng. Lõi ngoài dày 2.414 km và ở dạng chất lỏng. Nó cũng bao gồm sắt và niken, nhưng do không chịu đủ áp suất nên lõi ngoài không ở dạng rắn. Sao Hỏa là nơi có núi lửa lớn nhất trong hệ mặt trời. Ngày nay khung cảnh trên sao Hỏa thật yên bình, nhưng trong quá khứ, một loại lực nào đó đã khiến những ngọn núi lửa khổng lồ hình thành và phun trào. Một trong số chúng là Olympus. Ngọn núi này cao gần 26 km, bằng chiều cao của ba núi Everest và rộng 601 km, lớn bằng Arizona. Núi lửa phát triển đến kích thước khổng lồ như vậy là do lực hấp dẫn yếu trên sao Hỏa và sự thiếu chuyển động của mảng kiến tạo. Không phải ở đâu lực hấp dẫn cũng giống nhau.
ở một số khu vực nhất định, đá tảng, kim loại, các khoáng chất và các chất khác tạo nên hành tinh được gắn chặt vào lòng đất hơn ở những khu vực khác. Điều này dẫn đến hệ quả đầy bất ngờ. Trọng lực khác nhau một chút tùy thuộc vào vị trí của bạn. Khi bạn đứng ở xích đạo, bạn nặng hơn 0,5% so với ở cực. Trong hầu hết các trường hợp, sự chênh lệch thường nhỏ hơn 0,5 kg. Độ cao của nơi bạn đứng cũng có ảnh hưởng, nên nếu bạn ở trên đỉnh Everest, bạn cũng sẽ nhẹ hơn một xíu. Đừng nhìn xuống nha. Sinh vật sống dai dẳng nhất trên trái đất, nhỏ đến mức bạn không thể nhìn thấy được. Gấu nước, hay còn gọi là Moss Piglet, là những sinh vật nhỏ dễ thương có 8 chân và cái đầu bẹp rúm, chỉ dài chưa đến 1% inch. Dù có tầm vóc siêu nhỏ bé, nhưng chúng có thể sống sót ở bất cứ đâu. Chúng thích những mảng rêu ẩm ướt hoặc dưới đáy hồ, nhưng cũng chẳng phàn nàn nếu bạn đặt chúng vào một nơi khó chịu. Chúng có thể chịu đựng được cái lạnh thấu xương và cái nóng khủng khiếp, đồng thời tồn tại được dưới cả áp suất lớn và bức xạ cao. Vài con gấu nước đã từng sống sót trong 10 ngày và không hề ấn gì dù không được bảo vệ trong không gian. Thanh niên cứng là đây. Chúng đối phó được với tất cả nhờ cuộn mình thành quả bóng và ngủ đông, giúp làm giảm nhu cầu oxy và thức ăn. Lực hấp dẫn của mặt trăng bằng khoảng 17% lực hấp dẫn của trái đất. Nếu trên trái đất bạn nặng 90 kg, thì trọng lượng trên mặt trăng của bạn sẽ chỉ còn 15 kg. Bạn cũng có thể nâng vật nặng gấp 6 lần so với ở trên trái đất. Việc bước đi trên bề mặt của mặt trăng cũng dễ dàng hơn, nhưng sẽ nguy hiểm hơn. Bàn chân của bạn ở bên trong một bộ đồ vũ trụ nặng sẽ chìm sâu xuống tới 15 cm dưới mặt đất. Nhưng hãy tưởng tượng rằng thay vì đi bộ tẻ nhạt, bạn nhảy lên trong không trung. Bạn sẽ ngay lập tức mất kiểm soát trong các bước nhảy của mình. Thêm vào đó, bề mặt của mặt trăng có nhiều hố sâu. Việc tránh tất cả sẽ là một nhiệm vụ khó khăn. Bạn có thể nhìn thấy nhật thực vì dù mặt trăng nhỏ hơn mặt trời 400 lần, nhưng cũng gần trái đất hơn 400 lần. Do đó, nó hoàn toàn có thể che khuất ngôi sao. Nhưng trong 50 triệu năm nữa, lúc đó tôi không còn ở đây, mặt trăng sẽ không thể che khuất hoàn toàn mặt trời do vệ tinh thay đổi quỹ đạo. Một bộ đồ không gian đầy đủ của NASA có cái giá không tưởng, 12 triệu đô la. Cũng dễ hiểu thôi, 70% chi phí khổng lồ này đổ vào module điều khiển và ba lô. Có khả năng cao là sao Kim từng được bao phủ bởi các đại dương sâu từ 9,1 đến 305 mét. Ngoài ra, một số vùng biển nằm ẩn trong đất của hành tinh này. Trên hết, sao Kim có nhiệt độ ổn định từ 20 đến 50 độ C. Phải thừa nhận là mức này khá dễ chịu và không khác nhiều so với nhiệt độ trên trái đất ngày nay. Vậy, điều tôi đang nói đến là trong 3 tỷ năm, cho đến khi một điều gì đó không thể quay ngược lại đã xảy ra 700 triệu năm trước, sao Kim lẽ ra đã có thể trở thành nơi có sự sống, nhưng bây giờ thì không. Mặt trăng là vật thể sáng thứ hai trên bầu trời của chúng ta, đồng thời trong số các thiên thể khác, nó là một trong những thiên thể mờ nhất và phản xạ kém nhất. Vệ tinh tự nhiên của chúng ta có vẻ sáng vì nó ở rất gần trái đất. Mang ra so sánh, nếu nhìn từ không gian, bạn sẽ thấy hành tinh của chúng ta sáng hơn nhiều. Đó là vì mây, băng và tuyết phản xạ nhiều ánh sáng hơn đa số các loại đá. Triton, mặt trăng của sao Hải Vương, có vài lớp băng phủ kín bề mặt. Nếu vệ tinh này thay thế mặt trăng hiện tại của chúng ta, bầu trời đêm sẽ sáng hơn gấp 7 lần. Sao Neutron là một trong những vật thể nhỏ nhất nhưng có khối lượng lớn nhất trong không gian. Chúng thường có đường kính khoảng 19 km, nhưng nặng hơn mặt trời một vài lần. Ồ, và chúng cũng quay khoảng 600 lần mỗi giây, nhanh hơn nhiều tốc độ xoay của vận động viên trượt băng nghệ thuật. Sao Thổ là hành tinh loãng nhất trong hệ mặt trời, mật độ trung bình của nó bằng 1/8 của trái đất. Dù vậy, nó có trọng lượng nặng gấp 95 lần trái đất. Hiện tượng thuấn biến mặt trăng là một trong những điều bí ẩn nhất xảy ra trên mặt trăng. Đó là khi ánh sáng, màu sắc hay một thay đổi nào đó tồn tại trong khoảng thời gian ngắn trên bề mặt của vệ tinh. Thường thấy nhất là những chớp sáng bất chợt. Các nhà thiên văn đã quan sát hiện tượng này từ những năm 1950 và thấy rằng chớp sáng xuất hiện một cách ngẫu nhiên. Đôi khi chúng xảy ra vài lần trong một tuần. Sau đó chúng biến mất trong vài tháng. Một vài tia chớp chỉ kéo dài trong vài phút, nhưng đã có những tia sáng liên tục trong nhiều giờ. Đó là năm 1969, một ngày trước khi Apollo 11 hạ cánh trên mặt trăng. Một trong những người tham gia nhiệm vụ nhận thấy rằng
một phần của bề mặt mặt trăng tỏa sáng nhiều hơn khung cảnh xung quanh, như thể khu vực đó có huỳnh quang vậy. Tiếc là người ta vẫn chưa rõ liệu hiện tượng này có liên quan gì đến những tia chớp bí ẩn trên mặt trăng hay không. Rác thải không chỉ là vấn đề nghiêm trọng ở các đại dương, thành phố và rừng trên trái đất mà còn ở trong không gian. Rác vũ trụ là bất kỳ vật thể nào do con người tạo ra bị bỏ lại trong vũ trụ và không có mục đích sử dụng gì. Ngoài ra, còn có các mảnh vỡ tự nhiên từ thiên thạch và nhiều thiên thể khác. Hiện nay, có hơn 500.000 mảnh vỡ vũ trụ đang quay quanh trái đất với tốc độ đủ cao để gây ra thiệt hại đáng kể nếu đâm vào tàu vũ trụ hoặc vệ tinh. NASA vẫn đang cố gắng hết sức trong việc theo dõi từng vật thể nhằm đảm bảo rằng các tàu bên ngoài trái đất có thể đến đích an toàn. Mặt trời của chúng ta nặng không tưởng. Bạn muốn bằng chứng sao? 99,86% toàn bộ khối lượng của hệ mặt trời nằm ở mặt trời, cụ thể là hydro và heli thành phần. 0,14% còn lại chủ yếu là khối lượng của 8 hành tinh trong hệ mặt trời. Trên mặt trời, bầu khí quyển nóng hơn bề mặt. Nhiệt độ của bề mặt đã đạt tới 5.537 độ C, nhưng bầu khí quyển tầng trên còn nóng tới hàng triệu độ kìa. Nếu ai đó có thể đào một đường hầm thẳng vào lõi của trái đất và xuyên ra mặt đối diện và gan bạn đủ lớn để nhảy vào đó, sẽ mất 42 phút để bạn rơi từ đầu bên này tới đầu bên kia. Khi rơi, bạn sẽ dần tăng tốc, đạt tốc độ tối đa vào thời điểm bạn đến lõi trái đất. Sau nửa chặng đường, bạn sẽ rơi lên trên, ngày càng chậm lại. Vào thời điểm bạn đến bề mặt của bên đối diện, tốc độ của bạn sẽ trở lại bằng không. Nếu không kịp trèo ra khỏi đường hầm ấy, bạn sẽ ngay lập tức rơi trở lại, xuống hoặc lên phía bên kia của hành tinh. Chuyến đi này sẽ kéo dài bất tận. Tất cả là nhờ vào tác động kỳ lạ của lực hấp dẫn. Chơi trò này vào một buổi chiều rảnh rỗi cũng hay đấy chứ. Bên trong các miệng hố va chạm trên mặt trăng, có thể có nhiều kim loại hơn bạn tưởng đấy. Ví dụ như titan hoặc sắt. Vấn đề chính với phát hiện này nó mâu thuẫn với lý thuyết chính trong cách thức hình thành của mặt trăng. Lý thuyết đó cho hay vệ tinh tự nhiên này đã xoáy ra xa trái đất sau một vụ va chạm với một thiên thể cực nặng. Nhưng nếu vậy, tại sao lớp vỏ nghèo kim loại của trái đất lại có ít oxy sắt hơn của mặt trăng? Như vậy, có thể thấy mặt trăng hình thành từ vật chất nằm